Xin được kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, ai khi mà sinh ra thì cũng có một vận mệnh riêng của mình. Và trên hành trình cuộc đời sẽ có những lúc thăng, lúc trầm, lúc khó khăn, lúc vượng tài hoan hỷ. Dựa vào tuổi bản mệnh, ngũ hành, can chi của từng người, chúng ta có thể xem tử vi trọn đời và phần nào dự đoán được cuộc đời của mỗi người sẽ có được những diễn biến ra sao. Và từ đó thì chúng ta sẽ có tâm lý sẵn sàng để đón may tránh xui, đạt được những thành công trong cuộc sống của mình. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ luận đoán tử vi trọn đời những người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 nữ mạng. Mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi và có sự chiêm nghiệm cho bản thân. Gia chủ nữ mạng Ất Tỵ sinh năm 1965 có cung mệnh thuộc cung Đoài, mạng Phúc Đăng Hòa, lửa đèn nhỏ, xương con rắn, tướng tinh con trâu, bà cửu thiên huyền nữ độ mạng. Có thể gói gọn tổng quan cuộc đời nữ mệnh Ất Tỵ sinh năm 1965 thông qua bài thơ sau. Ất Tỵ, mạng hỏa cung Đoài, ấy là lửa cháy ở đèn tọa đăng, thu đông lỗi số khó khăn, xuân hạ sinh đặng làm ăn phát tài, hiền lành ăn ở thẳng ngay, chớ nên gian xảo mà mang tội tù, thân tộc giàu có không ham, nghèo thì phải chịu ai làm nấy ăn, anh em cũng đặng chẳng gần, khó khăn nghịch ý nói năng chẳng hòa, đầu tiên nhiều lớp cửa nhà, nhưng mà chẳng giữ sau mà mới nên, số này chắc trở lương duyên, vợ chồng lỡ dở chẳng yên một đời. Tổng quan, cuộc đời Ất Tỵ nữ mạng vô cùng suôn sẻ thuận lợi, mọi sự được như ý nguyện, ít khi gặp phải rủi ro trắc trở. Nếu khó gặp phải khó khăn cũng luôn được bạn bè, người thân, quý nhân phù trợ giúp đỡ trong công việc và cuộc sống. Những người này có số hưởng thọ từ 73 đến 90 tuổi. Nếu ăn ở hiền lương, làm nhiều điều thiện, tích nhiều phúc đức, tự khắc sẽ được gia tăng tuổi thọ. Tình duyên, chuyện nhân duyên của Ất Tỵ nữ mạng được phân thành 3 trường hợp sau. Những người tuổi này sinh vào các tháng 3, 6, 8 và 10 âm lịch sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới đến được với bến bờ hạnh phúc. Những ai sinh vào các tháng 2, 4, 7, 9 và 11 âm lịch sẽ phải trải qua 2 lần sang sông mới tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời. Những Ất Tỵ sinh vào các tháng 1 năm và 12 âm lịch sẽ vô cùng may mắn vì không phải trải qua sự thay đổi nào trong chuyện tình duyên mà sẽ cùng ý chung nhân duy nhất nắm tay đến cuối cùng đường đời. Gia đạo công danh, gia đình êm ấm, hòa thuận, yên vui, con cái được hưởng phúc phần nên công danh sự nghiệp rộng mở, sáng lạn. Công danh dừng ở mức khá, vào tiền vận và trung vận, sự nghiệp gặp nhiều gian truân trở ngại, sang đến hậu vận mới được vẹn toàn thuận lợi. Ở tiền tài, tài lộc suy yếu, đến trung vận và hậu vận có nhiều triển vọng. Tuổi hợp làm ăn, đinh mùi, canh tuất và quý sửu là những tuổi thích hợp nhất để Ất Tỵ nữ mạng hùn hạp làm ăn, đầu tư. Kết hợp với những tuổi này, mọi chuyện luôn gặp may mắn thuận lợi, không lo sụp đổ hay thất bại, thu về nhiều tiền tài, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngoài ra trong việc làm ăn bản mệnh cũng cần phải xét đến yếu tố thời vận để tránh tác động xấu đến vận hạn. Trong năm nay, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 gặp hạn Thái Tuế, tức năm hạn Thái Tuế, hại tuổi Cầm Tinh, đại diện cho năm đó có thể có kẻ tiểu nhân quấy phá, bản mệnh cũng dễ gặp chuyện bất an, tài vận suy kém, sự nghiệp. Cách hóa giải hạn Thái Tuế, giảm thiểu hợp tác làm ăn trong năm, không nên quá tin vào đối phương, tốt nhất bản mệnh nên chủ động tự chu cầu. Quý nhân đến với mình bằng cách sử dụng pháp khí phong thủy nổi tiếng, vòng tam hợp quý thần. Quý gia chủ thỉnh đeo vòng tam hợp phù trợ cho tuổi của mình, cụ thể là vòng tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu. Vòng được làm từ một loại gỗ quý hiếm trong phong thủy để kỵ tà chính là gỗ huyết long, kết hợp với 3 viên mã não. Ba viên đá mã não này có màu đỏ, có các hình linh vật tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu. Nhóm này được gọi là nhóm tam hợp kim cục, khởi đầu từ Tỵ hỏa đến Dậu kim rồi đi vào Sửu thổ. Sử dụng vòng tam hợp để chiêu mời quý nhân, dựa vào lực tam hợp của quý thần, mang lại may mắn, tài lộc, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại sau lưng. Khi không còn điểm xấu thì việc tốt đến với mình, từ đó mà tài lộc hạnh phúc sẽ đến với mình. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, vòng tam hợp trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, trì lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Lựa chọn vợ chồng.
Nữ mạng Ất Tỵ nên lựa chọn kết duyên với những tuổi hợp về tình duyên và tài lộc như Đinh Mùi, Canh Tuất, Quý Sửu và Giáp Thìn. Những tuổi này sẽ mang lại cho bạn cuộc sống hạnh phúc, viên mãn, tiền đồ công danh tươi sáng, không bao giờ phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc. Nếu kết duyên với hai tuổi Kỷ Dậu và Quý Mão thì cuộc sống của hai người chỉ đủ tiêu chứ không dư giả, nhưng tình cảm vợ chồng vẫn mặn nồng thắm thiết. Cuộc sống sẽ gặp phải đôi chút khó khăn trắc trở khi nữ mạng Ất Tỵ nên duyên vợ chồng với các nam mạng tuổi Ất Tỵ, Bính Ngọ, Tân Hợi và Nhâm Tý. Nguyên nhân là vì những tuổi này không hợp với bạn cả về tình duyên và tài lộc. Vào những năm xung khắc trong đường tình duyên 19, 25, 31, 37, 43, 49 và 50 tuổi, nữ mạng Ất Tỵ cần tránh tiến tới hôn nhân. Nếu sinh vào các tháng 7, 8, 10 và 11 âm lịch thì có thể Ất Tỵ nữ mạng sẽ phải trải qua nhiều lần đò trong chuyện tình duyên hoặc phải chịu nhiều phiền muộn trong hôn nhân. Tuổi Đại Kỵ, Mậu Thân, Giáp Dần, Canh Thân, Nhâm Dần là những tuổi xung khắc với Ất Tỵ nữ mạng. Bạn không nên kết hôn hay hợp tác làm ăn với những tuổi này, sẽ tránh được cảnh thua lỗ hay gặp thất bại trong công việc, tình duyên dang dở. Nếu chót yêu thương nhau mới biết phạm tuổi Đại Kỵ mà vẫn muốn kết duyên thì không được tổ chức cưới hỏi linh đình, rầm rộ, mà chỉ được làm mâm cơm, cúng gia tộc tổ tiên để tránh được chứng giám sẽ có cơ may chung sống với nhau đến trọn đời. Quan trọng nhất vẫn là ăn ở lương thiện, làm nhiều việc tốt, tích phúc, tích đức, mọi tai ách sẽ được hóa giải. Năm khó khăn nhất, Ất Tỵ nữ mạng có đại hạn vào các năm 27, 30, 38, 45 và 51 tuổi. Ở những năm này, mọi việc phải hết sức cẩn thận vì sẽ có rất nhiều khó khăn trở ngại ập đến, công việc gặp nhiều trắc trở, không thu được kết quả như ý muốn. Cuộc sống gặp nhiều chuyện phiền muộn, tình cảm đi xuống, gia đạo bất hòa, công danh sự nghiệp phải trải qua nhiều sóng gió, phải giữ gìn sức khỏe để phòng ốm đau, bệnh tật, tai họa bất ngờ, hao tiền, tốn của. Ngày giờ xuất hành tốt nhất. Với tất cả mọi chuyện, đặc biệt là những chuyện lớn, quan trọng thì nữ mạng Ất Tỵ nên xuất hành vào giờ lẻ, ngày chẵn và tháng chẵn, sẽ được vạn sự như ý, đại cát đại lợi, không phải lo lắng bất cứ chuyện gì, thành quả thu về ngoài sự mong đợi. Ngoài ra để mỗi hành trình diễn tiến thuận lợi, suôn sẻ, mọi đường, mệnh chủ Ất Tỵ sinh năm 1965, hãy mang về bên mình vòng tam hợp quý thần, Tỵ Dậu Sửu, vòng được làm từ gỗ huyết long. So với những loại gỗ khác, khi vừa chế tác xong thì có mùi rất thơm, nhưng nó sẽ phai nhạt theo thời gian và dần dần sẽ hết mùi. Còn đối với loại gỗ này thì khi chế tác thành những chiếc vòng sẽ không hề có mùi thơm, nhưng khi đeo một thời gian được tiếp xúc với ánh sáng, mồ hôi, hơi người thì chúng bắt đầu tỏa hương thơm thoang thoảng, dịu nhẹ, tạo cảm giác rất dễ chịu cho người đeo. Bên cạnh đó, vòng còn được kết hợp cùng với ba viên đá mã não màu đỏ, có khắc hình linh vật tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu. Nhóm này được gọi là nhóm tam hợp kim cục, khởi đầu từ Tỵ Hỏa, tiến tới Dậu Kim, rồi đi vào Sửu Thổ. Sử dụng vòng tam hợp để chiêu mời quý nhân dựa vào lực tam hợp của quý thần, mang lại may mắn, tài lộc, niềm vui và sự hoan hỷ trong cuộc sống. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, vòng tam hợp trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi sinh biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng, có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an may mắn, cực hiệu nghiệm cho thân chủ. Diễn biến từng năm, từ năm 20 đến năm 25 tuổi. Vào những năm này, mọi việc đều bình thường, từ chuyện công việc đến tình cảm và cuộc sống. Tuy nhiên, nữ mạng Ất Tỵ phải hết sức thận trọng trong giao thương để tránh thất bại, thua lỗ hay bị lừa gạt. Từ năm 26 đến năm 30 tuổi, công việc tiến triển, cuộc sống bền vững, no đủ vào những năm này. Tuy vậy, bạn cũng cần phải nhịn nhục, chịu đựng, bình tĩnh nhìn nhận mọi vấn đề thật kỹ lưỡng, nếu không sẽ rước họa vào thân. Từ 31 tuổi đến năm 35 tuổi, có nhiều triển vọng tốt đẹp cho công danh sự nghiệp vào giai đoạn này. Cuộc sống ngày càng dư giả, nhưng phải chú ý nhiều hơn đến giao thương tài chính. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, vào những năm này, tài vận và công danh sẽ gặp nhiều hay đẹp, nên tận dụng hết cơ hội và khả năng của bản thân trong chuyện công việc sẽ thu về được những thành quả bất ngờ. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, đường tài vận vô cùng sáng sủa vào khoảng thời gian này. Nếu nhận thức đúng đắn mọi vấn đề thì sự nghiệp sẽ nhanh chóng được hoàn thành, cuộc sống đạt đến đỉnh cao.
từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, gia đình hòa thuận, yên vui, cuộc sống tràn ngập sự tốt đẹp nhưng cần chú ý nhiều hơn đến sức khỏe vào giai đoạn này, tiền tài có thể đến bất ngờ. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, tài vận và chuyện công việc ở mức khá vào khoảng thời gian này, sức khỏe suy yếu, cần đề phòng ốm đau bệnh tật, không nên chủ quan với những căn bệnh nhẹ, nếu không về sau sẽ gây nên nhiều biến chứng. Thưa quý vị, dựa trên số tử vi, mặc dù không thể khẳng định chính xác hoàn toàn, nhưng cũng phần nào giúp quý bạn chủ động hơn về cuộc sống của chính mình. Và nếu như quý vị gia chủ muốn nghe thêm các chủ đề liên quan, thì hãy đăng ký ủng hộ chúng tôi để có thêm thật nhiều những thông tin hữu ích. Chúc tất cả quý vị an khang, thịnh vượng, vạn sự an nhiên.